hạnh phúc lan xa, duyên tìm bên ta. Mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà, tôi là Trương Nhã Đình. Trịnh Hạnh Mỹ mới 24 tuổi thì gả đến Đài Loan, chỉ để hết tâm sức vào gia đình cho đến khi bất ngờ tham gia vào hàng ngũ tình nguyện viên di dân của nhà trường, làm cho cuộc sống của chị càng thêm hoàn chỉnh. Ở đây chị không những kết giao bạn bè, tìm thấy tràng vỗ tay, càng dựa vào đôi tay khéo léo làm cho nhiều người hiểu về văn hóa Indo. Cẩn thận nhồi vào đầy ấp nhân rồi tỉ mỉ lấy phần vỏ bên ngoài hướng vào trong xếp thành cánh hoa rất đẹp. Đây là món ăn độc đáo của Trịnh Hạnh Mỹ, người di dân đến từ Indo. Sủi cảo chiên Indo nè, nhưng ở bên trong á, thì có củ sắn nè, còn có củ cải đỏ, dùng tỏi xào qua nó cho thơm đó. Rồi còn dùng tôm khô xào với nhau nè, xào bốc mùi thơm rồi lại xào tiếp, rồi thêm vào tỏi nè, rồi còn có tiêu nữa. Gói xong một chiếc sủi cảo, Trịnh Hạnh Mỹ liền xuống nhà bếp chờ dầu nóng chảo chuẩn bị, vì hôm nay trong trường có hoạt động hướng dẫn giới thiệu văn hóa di dân mới nhằm để càng nhiều người hiểu về họ, giảm bớt sự cách biệt về văn hóa, chiêu mộ tình nguyện viên di dân tham gia. Lúc đó Trịnh Hạnh Mỹ một mình sống ở Đài Loan, bèn nghĩ là thử ra làm xem, không ngờ khiến chị tìm được nơi thuộc về mình. Cũng giống như là nhà mẹ đẻ của mình đó, chúng tôi ở bên này rất ít có bà con nè. Rồi đến đây thì có rất nhiều bạn bè, coi như là chị em với nhau đó. Rồi thì mọi người cùng chăm sóc lẫn nhau. Dùng bánh bột mì của Đài Loan gói vào phần nhân của Indo và tình cảm đối với mảnh đất này, chiên thành bánh sủi cảo vàng thơm giòn, mùi vị rất đặc biệt. Tất cả đều in rõ trên nét mặt của mỗi người tham dự, cũng làm phong phú hơn cuộc sống của Trịnh Hạnh Mỹ.